Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino năm nay tương tự những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở đông bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong tháng này. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra từ tháng 9 năm 2015. Hồi năm 1998, El Nino gây ra trận lụt tàn khốc kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 1998. Kết quả, 3.504 người thiệt mạng và 220 triệu người trên khắp 24 tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Đây cũng được đánh giá là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất của thế kỷ 20. Các nhà khí tượng học từ lâu đã cảnh báo El Nino mạnh thường gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc. Vào tháng này, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo là sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình năm. Trong khi đó, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt quá nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan, Việt Nam và có thể là Ấn Độ. Cách đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan Phòng chống lũ lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại các tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn mức giới hạn an toàn 2,92m. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập lụt ở các con sông lớn và hồ chứa. Thưa quý vị, cơn bão Muje hôm vừa qua đã đổ bộ vào đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió lên đến 150 km/h, khiến hàng chục ngàn người sơ tán. Trước đó, bão Muje đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 36 giờ qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cơ quan dự báo thời tiết đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất, thúc giục giới chức trách sơ tán hàng chục ngàn người ở khu vực ven biển miền Nam nước này trước khi cơn bão Muje đổ bộ vào đất liền. Hoạt động đi lại giữa đất liền và đảo Hải Nam buộc tạm dừng, cũng như 40.000 tàu cá phải trở về bến. Nhiều chuyến bay bị hủy cũng như dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động. Cơn bão dự kiến di chuyển vào Quảng Tây vào tối cùng ngày nhưng sẽ suy yếu ngay khi đổ bộ. Trước đó, bão Muje đã hoành hành ở miền Bắc Philippines hôm đầu tháng. Thông tin ban đầu cho biết 120 ngư dân và hơn 20 tàu cá mất tích. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 9, chỉ còn 30 ngư dân được cho là vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại Pháp, bão lũ đã nhấn chìm phía đông nam nước này, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích. Trong số đó có 3 người lớn tuổi chết đuối khi nhà họ ngập trong nước lũ, 5 người khác bị mắc kẹt khi đậu xe trong khu vực trú ẩn. Tuy nhiên, số người chết được cho là có thể tiếp tục tăng khi những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất chưa được tiếp cận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Nội vụ Damanin đã đến thị sát những khu vực bị ảnh hưởng. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các đường phố ở thành phố Cannes bị nước lũ nhấn chìm. Tuyến đường chính ở thành phố Nice đã bị đóng cửa, tàu lửa ngưng hoạt động, hàng trăm du khách tìm nơi trú ẩn tại sân bay Nice. Khoảng 27.000 hộ gia đình sống trong cảnh mất điện. Tại Mỹ, tình hình cũng không khá hơn khi khoảng 22 triệu người dân nước này sống chung với cơn lũ được mô tả là chỉ có một lần trong 200 năm. Khu vực Bắc và Nam bang Carolina bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mực nước lũ cao hơn 30cm ở thành phố Wilmington chỉ trong đêm ngày 2 tháng 10. Hiện có 2 người chết được ghi nhận tại các bang này. Hàng trăm người sống ở khu vực ven biển đã được sơ tán. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Nam Carolina, New Jersey và Virginia. Khoảng 12.000 dân cư sống trong cảnh thiếu điện. Quý vị thân mến, khoảng 200.000 người ở 8 tỉnh và khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu,
Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán tính từ 4 ngày trước đó tới nay. Theo Bộ, các vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,84 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ, trong đó có 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết, có khoảng 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 82 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 m so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sau cơn mưa xối xả. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính bị thiệt hại khoảng 75 triệu nhân dân tệ, tương đương 11,4 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, nhiều khúc sông ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo lũ do mưa lớn liên tục. Mực nước tại một số trạm thủy văn của sông Dương Tử, bao gồm cả các trạm ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, thành phố Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, hôm vừa qua đều vượt trên mức cảnh báo. Một khi mưa vẫn tiếp tục, mực nước sông dự kiến sẽ tăng cao hơn 1,5 m so với mức cảnh báo trong những ngày tới. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều ban bố mức cảnh báo màu vàng. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400 mm trong ngày mai và 2 ngày tới. Ông Trần Đào, chuyên gia dự báo cấp cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, các khu vực dọc theo sông Dương Tử có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400 mm trong ngày mai và 2 ngày tới. Theo ông Trần, cần chú ý đặc biệt đến tình hình lũ ở các con sông vừa và nhỏ, vì dễ có khả năng xảy ra lở đất cũng như ngập lụt ở khu vực đất canh tác nông nghiệp. Từ ngày 14 tháng 9 đến 3 ngày tới, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử được dự báo sẽ bị mưa bão tấn công với lượng mưa dự kiến nằm trong khoảng từ 150mm đến 260mm. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, ngày 14 tháng 9, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo tại 55 điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố của Trung Quốc từ ngày 13 tháng 9. Từ Trung Khánh ở phía Tây Nam cho đến Thượng Hải trên bờ biển phía Đông, các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều ban bố mức cảnh báo màu vàng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, lực lượng cứu hộ tại khu vực phía Tây nước này đang chạy đua với thời gian để cứu những người bị mắc kẹt vì lũ lụt ở đây. Với 55 người thiệt mạng và mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 19 người ngồi xe lăn đang sống trong một viện dưỡng lão, họ không thể chạy thoát khi nước lũ tràn vào. Một cụ bà 87 tuổi thiệt mạng trong căn nhà ngập nước ở thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka. Hai trung tâm sơ tán với hơn 200 người trong thành phố này bị ngập lụt vào sáng sớm ngày 15 tháng 9. Người dân sống ở vùng núi vẫn bị mắc kẹt. Hơn 40.000 người, bao gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển, được huy động cứu hộ. Những con sông tràn bờ cuốn trôi cầu và biến đường xá thành hồ, khiến nỗ lực cứu hộ chỉ có thể được thực hiện bằng thuyền hoặc trực thăng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo cao nhất cho tình trạng mưa lớn và lở đất. Trên một dải đất rộng lớn ở phía tây nam đảo Kyushu, mưa lớn dự kiến còn kéo dài đến 3 ngày tới. Thưa quý vị, theo tin tức vào sáng sớm 2 ngày trước, cơn mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở khu vực Yayan, khiến hơn 10 người mất liên lạc tại một công trường ở thị trấn Lahe. Sau nỗ lực cứu hộ, tính đến 10 giờ 20 phút ngày 14 tháng 9, 4 người mất tích đã được tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, một người không bị thương và 2 người bị thương nhẹ. Thực ra nguyên nhân dẫn đến trận lở đất này rất đơn giản, đó là do đất yếu, do mưa lớn cộng với địa hình đồi núi ở Tứ Xuyên nên mới xảy ra thảm án. Thưa quý vị, dòng chảy đá vụn và sạt lở đất không phải là một khái niệm giống nhau. Sạt lở đất không nhất thiết phải liên quan đến nước và dòng chảy đá vụn chủ yếu là do nước. Dòng chảy và dòng chảy lớn có sức tàn phá cực lớn và cực kỳ khó cứu hộ. Chúng ta biết rằng trong những ngày qua, nhiều nơi trên cả nước đã mở ra một đợt mưa mới. Vào 2 ngày qua, Nam Dương, Hà Nam đã trải qua một trận mưa lớn, ảnh hưởng đến hơn 5 thị trấn lớn và một thị trấn của địa phương và hơn 10.000 người cần được chuyển đi. Đồng thời, mưa lớn cũng đã xảy ra ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và những nơi khác. Và chúng ta đã phá vỡ lượng mưa cao điểm lịch sử của địa phương vào tháng này. Thậm chí, theo dự báo của Cục Khí tượng, tiếp theo sẽ có một đợt mưa lớn nữa ở Tứ Xuyên và các nơi khác. Vì vậy, có thể thấy, việc ngụy tạo đã gây khó khăn cho công tác cứu trợ thiên tai Yayan hiện nay. Hiện tại đã là cuối thu, vài ngày nữa trời sẽ có sương lạnh, nhưng nhìn chung miền Nam vẫn có nhiệt độ cao và nền nhiệt cơ bản hầu hết các nơi đều trên 36 độ C. Mặc dù mùa đông dần dần được cảm nhận ở phía Bắc, áp cao Siberia dần được hình thành và áp cao Hawaii rút dần khỏi đất liền, nhưng áp cao cận nhiệt đới vẫn kiểm soát phần lớn đất nước chúng ta.
Do đó, hơi nước vẫn được đưa từ biển vào, địa hình đồi núi như Tứ Xuyên được nâng lên một cách tự nhiên nên rất dễ hình thành mưa. Các chuyên gia dự đoán rằng lượng mưa năm nay ước tính phải mất ít nhất giữa tháng này để làm suy yếu xu hướng và trước đó vẫn cần phải chuẩn bị cho lượng mưa lớn. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. 30 phương tiện và 104 người được huy động từ thành đô, Nha Trang và các nơi khác đến cứu hộ, đồng thời điều 52 phương tiện và 220 người từ Tử Dương, Đức Dương và Lạc Sơn. Các biệt đội cũng đã tập hợp và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính là do địa hình địa phương không dễ đi lại, nhiều đèo dốc, nay lại xảy ra sạt lở đất đá, đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do phạm vi bao phủ của dòng chảy Sa Bần lớn nên cột điện của nhánh sông Lao Hề bị đổ xuống, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Hiện hơn 695 hộ dân bị ảnh hưởng điện. Vì vậy, về điện, việc sửa chữa khẩn cấp đã được bắt đầu ngay lập tức, đồng thời nỗ lực khôi phục cấp điện nhanh chóng và hầu hết các đội cứu hộ đã vào cuộc. Việc hy vọng cứu trợ thiên tai có thể được kết thúc càng sớm càng tốt và tôi không muốn có thêm nhiều người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.